Dạ, chào bà con đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, xem kênh bấm vào cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Tiếp tục hành trình đi giao chiên dịch cho con máy gì em sẽ mời cô chú anh chị mình coi. Rồi, tiếp tục hành trình hôm nay giao cánh trực tiếp cho khách nha cô chú anh chị nha. Hôm nay giao một cánh chiên dịch cao tốc 68 dành cho con máy, tí xíu nữa sẽ mời cô chú anh chị mình coi. Và trên con ghe cũng cực kỳ đẹp, chuẩn bị khai thác tốc độ nha cô chú anh chị. Hiện tại giao cánh cho một chú ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Giọt nước của em nó đây, cánh tốc độ thì đã lên rất nhiều clip cho cô chú anh chị mình rồi. Mà con máy Hino này thì mình ăn gian tour của chú anh chị, hộp số đến 3 tour lần. Ăn gian để lấy tốc độ ha. Mà bà con mình vô coi máy. Và chiếc kia, mời cô chú anh chị. Giao trực tiếp nha, ở gần sẽ giao trực tiếp và còn ở xa thì sẽ gửi bưu điện cho cô chú anh chị mình. Đây là cái máy của chú em nè cô chú anh chị. Con máy này sẽ gắn hộp số 3 tour. Con này là Hino 6 HO7C 6 máy không turbo, hiện tại là chưa có turbo nha. Con này chắc có thể là chạy thời gian chú em sẽ lên turbo luôn con này. À, heo lớn nha cô chú anh chị. À, và em thông báo luôn cho cô chú anh chị mình, chắc có thể là về sau em sẽ không thu máy đó và sử dụng nữa. Và máy móc thì vẫn vậy nha cô chú anh chị. Bán máy hình thức clip là để tham khảo trên mạng. Còn bà con mình nếu thấy thích, dạ bay vô đây coi hoặc đến xem trực tiếp. Em bao thợ kiểm tra nổ máy trực tiếp tại bãi, thoải mái. Và dạ, thấy thích ủng hộ giùm em, cảm ơn. Còn nếu như chưa thích, dạ không sao, về lựa chọn tiếp tục hoặc ở đâu bán rẻ hơn và dạ, ủng hộ mua bán trên thị trường này. Cái nào mình thích thì mình mua. Công việc của mình, tiền là của bà con, máy là của em, không sao hết cô chú anh chị. Bà con thương em thì mới có tới ngày hôm nay, không gì hết bà con nha, bình thường thôi. Đó, còn một vài anh em ngoài kia ngộ lắm, máy em hỏi bây giờ anh muốn bán thì giá bán của anh bao nhiêu, cho em cái giá. Không cho giá, không cho giá thì bắt buộc nhà em phải cho cái giá của nhà em. Mua bán là phải có lời của chú anh chị. Đưa giá ra thì mấy anh ok, mấy anh bán cho em thì về đây tụi em kiểm tra máy. Tụi em muốn bán nhiêu là giá của tụi em, bình thường thôi. Thuận mua vừa bán mà, đơn giản chứ không lẽ giờ em mua của tụi anh 30 thì em bán 35, tiền xe, tiền cộ, tiền thợ, tiền thầy này kia tụi em ăn cái gì. Đó, cho nên cô chú anh chị cũng thông cảm đi chứ. Mua bán là chuyện bình thường, có lời thì mới làm ăn, còn không nghĩ làm chi cho nó mất công vậy. Em tại vì ngày xưa giờ là em cố gắng hết mình, em làm phụ những bà con nào ít tiền, những bà con kinh tế ít, kinh tế thấp thì mình hỗ trợ cho bà con, tránh được một phần tiền nào đó thì đỡ phần tiền thôi cô chú anh chị ha. Người thương ở lại, người ghét có nói gì cũng bằng không, cho nên về sau em sẽ không nói nữa. Và máy đã qua sử dụng, có thể về sau em sẽ không mua nữa cô chú anh chị. Cái lúc mà anh chị bán cái máy anh chị á, anh chị nói cái gì cũng ngon hết. Nói chẳng hạn như cái 3S15 á, em bao anh có quách tăng đa, ok, nếu anh bao em sẽ thu giá cao, thu về mở ra làm sao, có cót, bắt buộc em không bán theo cái giá thị trường được nữa. Phải quy thôi, mua bán mà, hên xui cũng phải chịu thôi chứ nói gì bây giờ. Đó, đơn giản bình thường. Còn mấy anh bán cái giá đó, mấy anh thấy hợp lý, mấy anh bán em mua. Về em kiểm tra máy, vệ sinh hết tất cả mọi thứ, em bán theo giá là của em thôi. Đơn giản ha, thuận mua vừa bán. Rồi, cảm ơn mấy anh. Cảm ơn bà con mình luôn ủng hộ và luôn sát cánh. Thường những cô chú ít tiền, kinh tế thấp thôi. Còn mấy anh có tiền thì chuyện đó bình thường rồi. Đó, với em 100-200 triệu, tiền khó kiếm thiệt. Nhưng cái gì vui vẻ mình sẽ làm, còn không vui cho qua. Rồi, mời cô chú anh chị ra phía sau. Coi cái chiếc vỏ đang đặt máy và chiên dịch này. Mời bà con. Rồi, đây là cái phần chiếc ghe này cô chú anh chị. Ghe mà gắn con Hino 6, hộp số 3 tour đó, chạy chiên dịch cao tốc của mình, chuẩn bị hoàn thiện đây. Thì sắp tới sau khi hoàn thiện em sẽ có một clip chạy test thử trực tiếp cho cô chú anh chị mình tham khảo về chiên vịt cao tốc của mình sau khi gắn vào cái ghe ở miền Tây sẽ chạy như thế nào. Nói về cái ghe gỗ thì nó sẽ nặng hơn composite rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều luôn. Kích thước bé này 1m8, dài 11m, rất nặng. Dạ, nhưng mà để coi chiên vịt của mình nó sẽ đạt công suất theo như mong muốn không nha cô chú anh chị nha. À, tại vì cách đặt là của một đội khác. Vỏ ghe thì mình cứ theo thông số máy vỏ ghe mình làm thôi. Còn tiếp tục là phần cách đặt của các chú, mình sẽ theo thông số của các chú để làm hả cô chú anh chị. Này nè, dáng cũng thông đòn lắm cô chú anh chị, rất là thông luôn. Còn thấy không, con ghe này thì chú chủ ghe làm dáng sạp lấy lăng nữa, còn chọc tiếp láp nữa cô chú anh chị. Hiện tại là chưa chọc tiếp láp luôn. Này, dáng ghe này cực kỳ thông đòn nha cô chú anh chị nha. Dáng ghe này là của bác Bảy Cẩn chờ lách ngày trước đóng của chú anh chị đó. Đó vậy thôi.
ai có làm gì làm thì bà con vẫn thương em, vẫn gọi điện, vẫn tìm đến em thôi. Quan trọng làm từ cái tâm của chú anh chị. Giờ đây clip là để tham khảo cho bà con mình dễ tìm, dễ tiếp cận giá thôi. Hai phía sau đây là tiếp lắp chuẩn bị đặt cho chú anh chị ha. Bẩn nước thì theo sự yêu cầu, bẩn nước sẽ thả trên lồng đền, trên lồng đền ghe luôn. Rồi thấy không, chọt lỗ rồi nè. Dự kiến thì từ lường xuống đây cũng hơi sâu của chú anh chị, tổng cái đít ghe. Tại vì chiếc này á, cái lường nó của chú anh chị, chút xíu em gọi lại cho bà con nha. Trong lúc em đang quay clip em không có gọi được. Cái lường bụng á, và nó cũng hơi sâu, cho nên bắt buộc cái chân vịt mình chọt cho nó hơi tới chút của chú anh chị để lấy nước ha. Tổng dáng từ sau nhìn tới nè của chú anh chị. Con này thì lanh quanh chắc cũng tầm khoảng 4-5 tấn của chú anh chị. Dáng ghe lớn lắm. Nè, bưng nước hạ ra rồi nè. Chuẩn bị mang lên trên. Bắt ở trên lông đền đít luôn. Bưng nước là không cho cắm ngược nha của chú anh chị. Nó phải xuôi theo lường. Dạ nó cắm mà của chú anh chị mình lên ghe ăn cái là nó múc mình ngược nước luôn. Cắm vậy là quào nước đi thôi. Tiếp lắp gỡ cái bỏ rồi nè. Đây. Chuẩn bị gác đà. Gắp cua đâu rồi nè cô chú anh chị. Giờ còn tiếp tục là phần hàng thôi. Hàng chọt tiếp. Cái tiếp dài lắm mà con. Khoan đi, để em tắt máy cái đi cô chú anh chị. Cần gấp hay gì đeo điện dữ lắm. Hỏi mua ghe cô chú anh chị. Mua ghe mà điện cỡ đó đó. Tới nữa. Chút nữa em điện lại cô chú anh chị ơi. Thông cảm giùm em đi bà con ơi. Em đang làm cho cô chú anh chị mình coi về cái tổng dáng ghe mà chuẩn bị em khai thác tốc độ nè. Giờ chúc em gọi lại nghe, thông cảm giùm em. Mua ghe gọi không được, gọi qua cái Zalo luôn của chú anh chị. Đó, tổng giá sắp tới sẽ quay về clip tốc độ về em ghe 4-5 tấn này, sau khi đặt cái Hino và chân vịt cao tốc nè. Lô tiếp nè của chú anh chị, đầu tiếp nè, bắt đầu từ đây gác về sau là máy và hộp số. Con này đảm bảo chạy bay chắc cú trầm trầm luôn của chú anh chị. Để xem tiếp tục như thế nào nha. Mời cô chú anh chị mình. Đó, ở khu vực chú em thì ghe cổ cũng dữ lắm. Ghe đi chơi của chú em nè, cano nè. Những chiếc này của chú anh chị nào thấy thích chia sẻ là liền, chia sẻ cho bà con nào thấy thích ha. Nè cano một chiếc nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè, ngoài kia chiếc ghe nữa bốn chiếc nè, mé đây hai chiếc nữa, năm chiếc, sáu chiếc nè. Này này đại ca em đang kiểm tra là một chiếc nữa là sáu chiếc. Trời quá trời ghe luôn của chú anh chị thấy không. Con mình chú em thôi mà không chơi ghe tới cỡ đó đó cô chú anh chị. Rồi sắp tới sẽ mời cô chú anh chị mình tham khảo về tốc độ của em ghe 4-5 tấn sau khi đặt Hino 6 và chân vịt cao tốc ha. Rồi, hẹn gặp lại bà con vào clip sau. Và xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Clip máy là để tham khảo, coi máy thì đến trực tiếp nha cô chú anh chị. Có thợ dẫn thợ theo sẽ bao thợ cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Còn chân vịt thì báo cho em ngang dài ghe, tên máy, hộp số. Ở gần em sẽ giao trực tiếp. Ở xa thì em sẽ gửi bưu điện cho cô chú anh chị mình ha. Đa tạ cô chú anh chị. Về sau có thể là sẽ không thu máy đã qua sử dụng nữa nha cô chú anh chị nha. Quá phiền. Bán là một giá, gì em bán bao nhiêu là một giá của em. Mua bán phải có lợi. Rồi, tạm biệt bà con. Bye bye.